xong rồi mình dùng sóng bàn tay này, mình vuốt dọc hai bên pháp lệnh từ đầu mày và sân căn. Cái này nó mới có lực. Bảy là như vậy, để tăng cường hô hấp và nhịp tim. Nghĩa là ở trong phế nang của chúng ta đó, những cái phần bắp bộ ở trong đó nó bị vì lý do nào đó nó thở không đủ, nó có thể làm cho cái nhịp tim đập nhanh. Mà ta chuốt như vậy đó là tăng cường cái oxy vào phổi. Nó vuốt vậy bảy lần. Nghe là ai mà nói hay hổn hển á, bây giờ tôi hay thí nghiệm thử mấy cái đạo tràng niệm Phật á. Bây giờ nói bây giờ quý vị thở ngon phải không? Giờ làm thử với tôi đi. Làm 10 câu thôi, không nhiều. Mình thử không hả nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. 10 tiếng liên tục như vậy mà thấy không có gì là ok. Thế là sử dụng thập niệm pháp á. Nếu mà trong 10 cái mà nó đứt một cái đó thì giống như xe lên dốc là phải tăng số mạnh, là mình biết là nó thở không đủ. Cho nên mình vuốt cái này mỗi ngày nè là tăng cường cái đó.